Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ayo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Huy Vu. Ôi dồi, dạo này nghỉ dịch lâu quá, tóc cứ bị dài các bạn ạ. Thấy không, tóc rất dài luôn. Xong rồi mái nó kiểu, sao nó có thể dài như thế được nhỉ? Ôi dồi, nhưng mà không sao. Hôm nay mình rất là vui tại vì là mình đã nhận được 100 đô đầu tiên từ YouTube sau 3 năm vất vả cống hiến cho sự nghiệp làm YouTube. Video này thì một là mình dành cho các bạn nào mà đã theo dõi kênh của mình, và hai là những bạn nào mà đang có ý định làm YouTube hoặc là đã làm YouTube nhưng mà chưa gặt hái được thành quả nào từ YouTube, thì mình sẽ truyền động lực cho các bạn rằng 3 năm các bạn sẽ đạt được thành quả. Và mình cảm thấy là mình là một trong những người mà lâu nhất ý, làm YouTube ra tiền lâu nhất đấy, thì hết 3 năm. Nếu mà bạn nào nhanh ý, thì chắc chắn là không hết 3 năm đâu. Ok, vậy thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình mà mình làm YouTube 3 năm từ lúc bắt đầu. Ok không? Ok thì kéo xuống bấm like cái video cái nhở. Mình nói thật nhá, để làm được một cái video YouTube thì không hề đơn giản một tí nào đâu. Thế nên là dù nó có không chạm được đến cảm xúc của các bạn ấy, thì ít nhất là các bạn cũng hãy like cho mình một cái, comment xuống dưới một cái. Thế luôn là bao nhiêu công sức làm xong rồi mất bao nhiêu tiền mạng mà các bạn lại không comment cho mình lấy một cái. Thế có buồn không? Buồn. Thế nên là bây giờ 5 giây kéo xuống, like một cái, comment một cái. Nếu mà ai chưa subscribe thì subscribe một cái nhá. Ok, và đây là kênh YouTube của mình. Các bạn nhìn thấy ở trên đây đó là phần ảnh bìa cover được mình tự làm. Đây là ở Sài Gòn này, đây là Mù Cang Chải này, đây là ở Hà Giang này, và đây là ở An Giang này. Đấy, đẹp, quá đẹp luôn. Và kênh YouTube của mình hiện tại bây giờ đã được 5,59 nghìn người đăng ký. Và video mà mình ghim trên đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy đó là video mà mình ưng ý nhất. Đó chính là Your Travel and Home, Bắc Giang, My City. Thôi, chút nữa thì chúng mình sẽ xem đến đây sau. Bây giờ thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn những cái video đầu tiên của mình. Các bạn xem các bạn sẽ choáng. Đây, để xem được thì chúng ta sẽ phải vào YouTube Studio. Bỏ qua những cái thông tin này đi nhé. Mình sẽ đi vào phần video nội dung. Đây, xem là phải về những cái video đầu tiên. Nhiều phết đấy các bạn ạ. Uầy. Đây, 108 video trong 3 năm mình làm được 108 video. Quá lười. Có một số video mình đã để ở chế độ riêng tư tại vì là mình cảm thấy nó không phù hợp với cái định hướng phát triển của kênh, và cũng có một vài cái là do cái nguyên tắc bản quyền ấy, nên là mình phải tắt đi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn một phần trong số đấy. Để các bạn tránh ra nhá, tránh cái sai lầm của mình ra. Đây, cái video đầu tiên là cái video mình review một chiếc gimbal điện thoại mình mua để mình thực hiện làm vlog đấy. Có thể xem qua một chút nhỉ. Video như này thì các bạn không xem đâu, tại vì là mình đã để chế độ riêng tư rồi. Xem qua một tí nhé. Wow. Hồi đấy là mình nhờ đứa bạn mình quay hộ bằng điện thoại. Ôi trời ơi, mua gimbal cũng có rẻ đâu. Hồi đấy mua là đâu đó hơn 2 triệu, 2 triệu. Ôi trời ơi. Ồ, xịn quá. Wow. Và đây là chiếc gimbal đầu tiên mà mình dùng để mình đi quay vlog cho các bạn xem đấy.
Cái video đầu tiên thì mình đăng tải vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2018. Bây giờ đang là tháng 9 năm 2021, tức là 3 năm. Đấy. Và sau đó cái video thứ hai mình đăng vào ngày 12, tức là sau 2 ngày. 2 ngày, ừ 2 ngày. Xong rồi đến ngày 14 đăng tiếp này, 17 đăng tiếp này, 19 đăng tiếp, 22 đăng tiếp, 28 đăng tiếp, 31 đăng tiếp. Ui, 3 tuần mình đăng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái video trong vòng 3 tuần. Quá là năng suất. Bây giờ mình nói chung mình không thể làm được điều đấy nữa. Tại vì sao đấy mình có thể làm được nhiều video như thế nhở? Video đi thiền viện chơi với hai đứa bạn thân này. Cái này thì mình vẫn đăng bật công khai, các bạn có thể xem được. Cái video số 3 là video video số 3 là video mình đăng về mấy cái sound effect trôn trôn ý. Nhưng mình không thể tắt riêng tư, mặc dù là nó không đúng với cái định hướng video của mình là về du lịch, nhưng mà mình vẫn để đây. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn thấy không, số lượt view của nó lên đến 39.000 lượt xem các bạn ạ. Uầy, theo như mình xem và thống kê ấy, thì đây là một trong những cái video được nhiều, kiếm được nhiều tiền nhất trên kênh của mình. Uầy, vậy nên là tội gì mà phải tắt đi đúng không? Trong khi nó vẫn kiếm ra tiền. Và video số 4 là video mình hóa trang bánh bèo đi học. Đây là thử thách đến từ một bạn ở lớp của đại học của mình. Và chúng mình hãy cùng xem lại mình hóa thân bánh bèo như thế nào nhé. Vâng, các bạn có thể thấy ở đây là một đứa nhìn phiên bản Yến của năm 2018 khá là ngố. Một con đàn ông chính hiệu, bây giờ vẫn thế ạ. A few moments later. There's a girl, but I let her get away. Wow. It's on my phone, cause I got in the way. Surprise. I'd be lying if I said about that girl, the one I let get away. I keep saying wow. Mình cảm thấy ngại thay lúc đấy các bạn ạ. Tại sao mình có thể mặc váy đấy đi học được nhỉ? Ow. Gì ấy? À. Uầy. Uầy. Tiếng effect quá to. Eo dáng đi xấu nhở. Bầu bí bon chen. Trẻ trâu. Đúng là trẻ trâu. Không thể tin được ngày xưa ấy. Và có một cái video, nói chung mình cũng gần như tắt hết cái mấy cái video đợt đầu rồi, tại vì nhìn nó quá là ngốc nghếch. Video mình đi cạo tóc gáy các bạn ạ.
mình cạo cái phần tóc bên trong này, và mình tức là khi mà mình vén lên bên dưới ấy, đấy là mình sẽ không có phần tóc ở đây. Hồi đấy là mình đang nhận thử thách của chị Hòa thì phải. Eo ơi, tại sao lại có thể đàn ông như thế được hả? Nhỏ. Và một cái vlog đó là hát hay không bằng hay hát. Các bạn có muốn xem không? Chúng mình xem. Mình nói thật là cái lúc mà mình đăng cái video lên xong mọi người hay kiểu trêu mình ấy, sẽ kiểu chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Ôi, nói chung là cái khoảng thời gian đầu tiên rất là trẻ trâu các bạn ạ. Không thể tin được, thật không thể tin được, trẻ trâu, quá là trẻ trâu. Nhưng mà nếu mà không có trẻ trâu của ngày ấy thì làm sao có Yến bây giờ, đúng không các bạn? Nếu mà thấy đúng ấy, thả like, thả like. Rồi và cái video số 5 là cái video, phải số 5 nhỉ? À và cái video số 6 là cái video mà mình review trường đại học của mình, đó là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, còn được mệnh danh là Học viện Hoàng gia. Video này của mình đăng tải vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Tức là năm đấy là mình đã là chuẩn bị lên sinh viên năm 2. Thì là mình biết là cái khoảng thời gian đấy sẽ là phù hợp để cho những cái em cấp 3 ấy, các em đấy bắt đầu tìm hiểu về petite đúng không? Thì các em sẽ tìm hiểu và sẽ tìm trên YouTube và sẽ thấy cái vlog của mình, và các em sẽ ấn vào xem, và các em sẽ biết đến chị Yến Vi Vu học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Video đấy của mình cho đến trước khi mình để riêng tư ấy, thì nó được 17.000 lượt xem các bạn ạ. Khá lớn đúng không? Nhưng mà tại sao mình tắt? Tại vì là video này mình nói bậy. Thực tế mà nói thì là lúc mình quay mình không có nói nhá, mà là khi mà mình về rồi mình lồng tiếng mình ghép vào ấy, thì không hiểu sao mình lại nói bậy. Có thể là lúc đấy mình nghĩ là các bạn cấp 3 thì hay nói bậy đúng không? Thì mình sẽ nói bậy để cảm giác gần gũi với các bạn hơn. Nhưng mà trên thực tế thì mình là một đứa không hề nói bậy một chút nào các bạn ạ. Hình ảnh của mình rất là trong sáng, thật sự luôn á. Mặc dù mình hay xem anh Độ Mixi nhưng mà mình không nói bậy nha. Cũng chính nhờ cái video petite này mà có rất nhiều em cấp 3 biết đến mình. Khi mà đi học ấy thì cũng có khá nhiều bạn bảo là tại vì em xem video của chị, em thấy chị nên là em đăng ký vào petite đấy. Wow, cảm giác mình thật là một con người kiểu rồi. Và video số số mấy nhỉ, số 8 à hay số 7 gì đấy, mình mời các bạn ở trường đại học của mình, một số bạn xinh gái để phỏng vấn về mẫu người yêu lý tưởng của các bạn đấy là gì. Hôm nay như một ngày mưa thì mình sẽ làm một video, mình chắc chắn là các bạn sẽ thích chủ đề này. Mình chắc chắn là các bạn Con sẽ thích gái chủ đề mà thích con này. gái xinh chả có lý do gì mà con trai lại không thích cả đúng không? Ừ, đúng. Các bạn có bao giờ tò mò là liệu gái xinh thì thích mẫu con trai như thế nào không? Có Hôm á. nay thì mình sẽ đi quanh trường và phỏng vấn một số bạn sinh gái ở trường mình xem là liệu các bạn ấy thích mẫu con trai như thế nào nhé. Ok. Chào. Chào bạn, xin hỏi là bạn tên gì nhỉ? À, mình tên Linh ạ. Ừ. À, chào Linh nha, thì Đấy, có một lưu ý cho các bạn, đó là khi mà quay video ấy, thì để ý vào cái chất lượng âm thanh. Cái đợt đầu mình làm thì âm thanh rất là tệ, mình không không nhớ lúc đấy mình xử lý kiểu gì, nhưng mà nó rất là chán luôn. Còn bây giờ thì các bạn nghe thấy nó êm êm đúng không? Tức là nó dễ nghe hơn phải không? Ừ. Thì là mình đây, mình cũng dùng cái mic như thế này. Các bạn nghe rõ không? Alo alo, 1 2 3 4, alo alo. Nghe rõ đúng không? Thì cái mic này là mình mua ở trên Shopee với giá là 250. Đợt đấy mình có một thằng bạn nữa thì nó cũng hỏi mình là mình mua mic, mình dùng mic gì, mua ở đâu. Thì mình bảo là mình mua trên Shopee. Sau nó lên tìm thì nó bảo là nó sẽ mua một cái mic 500 nghìn. Tại vì nó nghĩ là 500 nghìn thì sẽ xịn hơn 200 rưỡi. Thế là ok, mình mua mic 200 rưỡi và nó mua mic 500 nghìn. Thế xong dùng được một thời gian, chất lượng mic thì như nhau, ra chất lượng âm thanh như nhau, nhưng của nó hỏng trước. Của mình đến bây giờ mình vẫn dùng được cái mic này với 200 rưỡi.
Nếu mà bạn nào muốn mua mic thì mình sẽ để link sản phẩm ở phía dưới này nhé. Làm video YouTube mà không có một cái mic, ít nhất là một cái mic cài áo như thế này thì đừng nên làm gì. Ok. Vì cái chất lượng âm thanh trong cái video quá tệ nên chúng mình sẽ lướt qua một vài bạn xinh gái thôi nhá. Đây là bạn Tuệ Linh, nhưng mà Tuệ Linh bây giờ xinh lắm rồi. Ôi dồi ôi, em Hạnh. Đấy, nói chung là ngày xưa đấy mình làm rất 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 là nhiều cái chủ đề tạp nham, mình làm đủ thứ, mình nghĩ ra cái gì là mình làm cái đấy. Mình không có nhất quán nội dung ở trên kênh nó là cái gì cả. Ok, video Sài Gòn tháng 9 năm 2018 với Yến Channel. Sài Gòn ơi. Cơm tấm. Nhạc khá là sung. Ôi dồi ôi, mình đi trong hầm Thủ Thiêm các bạn ạ. Rung lắc như điên vậy. Ôi, sợ thế nhở. Ôi, nhìn lại nhớ chè Sài Gòn, thèm thế. Ôi, bánh bèo. Đấy là lần đầu tiên trong đời mình ăn bánh bèo ấy. Tại vì quê mình không có. Ôi sao lại rung thế nhở? Đó, video cinematic đầu tiên trong cuộc đời của mình đi Sài Gòn 6 ngày, vậy mà mình để được một cái video 3 phút 31 giây vừa rung vừa lắc. Uầy, không thể tin được. Hồi đấy là mình có một cái lút màu ấy các bạn, thần thánh đối với travel, đó là lút màu M31, áp vào là nhìn travel luôn. Thế là mình cũng áp vào và nó ra cái sản phẩm như thế này đây. Đấy, lúc M31 đấy. Lúc đấy thì mình cũng chẳng biết là kiểu phải giảm độ mờ của lút xuống để nó không bị màu nó quá là đậm như thế này ấy. Nhưng mà thôi không sao. Dò xem lại thì vẫn có nhiều kỷ niệm. Tại vì chuyến đi Sài Gòn lần đầu tiên trong đời mình đi một mình đặt vé máy bay, tự đặt vé máy bay, mình đi lượn bằng xe buýt rồi mình đến những cái nơi trong thành phố Sài Gòn. Sợ trong thành phố Sài Gòn nhỉ? Trong thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi một mình. Đấy, thì lưu ý cho các bạn là đối với những cái video cinematic như thế này ấy, nếu mà làm video về du lịch nhá, thì video cinematic ấy, thì không nên để một cảnh nó quá dài, tầm 3 đến 5 giây là được rồi. Không nên để quá 5 giây, người xem sẽ bị chán.
Đấy có những cái đoạn mình để tận 10, 15 giây các bạn ạ. Rút kinh nghiệm nhá. Ui. Vẫn thích Sài Gòn quá, nhớ Sài Gòn quá. Trời hết dịch để vào Sài Gòn. Các bạn nào ở Sài Gòn thì sắp tới đón mình nhá. Chúng mình sẽ cùng đi thăm thú Sài Gòn. Đấy, sau video Sài Gòn, 6 ngày ở Sài Gòn, được cái video dài hơn 3 phút thì mình bắt đầu trở lại Hà Nội. Mình đi làng gốm Bát Tràng này. Video này vẫn còn đấy, các bạn có thể xem nhá. Sau đó mình gặp đợt đấy là sinh nhật Huy Cung các bạn ạ. Huy Cung sinh nhật vào đâu đó ngày 19 à? Hay ngày bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu tháng 9 ấy. Huy Cung cũng là cung sử nữ mà. Huy Cung này. Hôm đấy thì mình đi offline của Huy Cung. Huy Cung là idol của mình, là người truyền cảm hứng cho mình để mình làm YouTube, để mình quay vlog. Và có Yến Vivo ngày hôm nay thì phải cảm ơn Huy Cung. Đến bây giờ thì mình vẫn hâm mộ Huy Cung, mình vẫn theo dõi Huy Cung, rất là vui. Đấy, thì sau cái buổi họp offline của Huy Cung đấy, thì sau đó mình đi Tuyên Quang. Cái video Tuyên Quang này thì cũng không khá khẩm hơn cái video Sài Gòn là bao nhiêu. Mình đăng vào ngày 28 tháng 9. Trung thu là ngày 16 tháng 9, mình nhớ là năm đấy là sau sinh nhật mình. Ngày 16 thì mình đi Tuyên Quang. Và 16 là vào Trung Thu. À 17, 17 là Trung Thu. Hay 16 nhỉ? Cũng chả nhớ lắm, nhưng nói chung là hôm đấy là mình đi vào Trung Thu Tuyên Quang. Và Tuyên Quang thì là nơi tổ chức Trung Thu lớn nhất của cả nước. Nên là các bạn nếu mà có điều kiện, có dịp ý, thì hãy đến Trung Thu, hãy đến Tuyên Quang vào dịp Trung Thu nhá. Các bạn sẽ thấy cảm giác như kiểu mình chưa bao giờ mình đón được một cái lễ Trung Thu nào nó to và nó hoành tráng như thế. Người ta rước các cái lồng đèn to đùng to khủng khiếp luôn. Mỗi làng có một cái, mỗi xóm có một cái. Xong họ sẽ xem là làng nào đẹp hơn, họ sẽ rước, xong rồi họ sẽ thi nhau chấm điểm, có giải luôn. Xịn, thật sự. Tuyên Quang. Rồi sau đó mình đi cắm trại với các bạn thân của mình ở Hồ Hàm Lợn. Vẫn xem được, các bạn có thể quay lại xem. Rồi mình đi ăn cháo sườn Trung Tự. Đi ăn một mình nhá, chất không? Đi quay vlog chăm lắm. Đợt đầu chăm kinh khủng luôn. Nghĩ ra cái gì quay cái đấy. Xong rồi đến ngày 20 tháng 10 mình chôn các bạn của mình bằng cách là mình sẽ gọi điện alo giả giọng của chị Google chẳng hạn, hoặc là giả giọng của chị Telesale. Bây giờ xem thì mất thời gian lắm, nên là bạn nào mà muốn xem thì cứ xem, mình vẫn để công khai mà, vẫn xem được cái video của mình. Rồi mình đi phượt đêm này. Đi phượt đêm cùng anh bạn của mình. Tiếp tục đến loạt video số 2. Video phượt Mộc Châu. Đợt đầu đấy thì mình làm những cái video rất là ngắn các bạn ạ. Đi Mộc Châu cả một chuyến, cả 2 ngày trời mà làm được cái video có gần 3 phút. Nhưng mà mấy cái video mà ngắn ngắn này này, mình đăng lên cộng đồng phượt với cả Check-in Việt Nam lại rất chia lắm like các bạn ạ. Đi Mộc Châu này, xong rồi về Bắc Giang, quay đồ ăn ở Bắc Giang. Mình mở cái video riêng tư nhá, tại vì video riêng tư là chỉ có mình mở được thôi. Còn video công khai thì các bạn cứ lên tường của mình xem có video nào thì các bạn xem. Còn ở đây có video riêng tư thì mình sẽ chỉ hôm nay trong cái video này thì mình mới tiết lộ cho các bạn thôi nhá. Ok, chúng mình hãy về Bắc Giang một chút. Tàu phớ, uầy, bánh rán. Ngon thế nhở. Cái intro này là hồi đấy là ông anh mình làm cho đấy. Ông anh mình ghép kiểu gì ấy nhở. Xịn phết. Yến Channel. Đấy các bạn thấy không? Hồi đấy vẫn để Yến Channel. Quả tóc ạ. Mình dám. Đói thế nhỉ? Ở đây là 4 chiếc bánh giá. Mỗi cái trị giá 4.000. Mỗi cái là hết 16.000. Bánh rán Bắc Giang rất rẻ các bạn ạ.
Nói chung là đồ ăn Bắc Giang rẻ mà ngon. Các bạn nào về Bắc Giang cứ liên hệ mình, mình dẫn tour các bạn đi ăn khắp Bắc Giang không hết 100.000 luôn. Tại vì sao? Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi sang một quán mới, đó là quán tàu phớ. Đây, các bạn thấy chưa? Làm gì có ở đâu có một bát tàu phớ nào nó to như thế này, nó nhiều topping như thế này mà lại chỉ có 10.000 không? Thật sự là không ở đâu có, chỉ có ở Bắc Giang thôi. Quá là nhiều. Ôi sao mình nhớ thế nhờ, nhớ Bắc Giang quá. Mỗi lần về quê là kiểu gì mình cũng sẽ qua đây, tạt té qua đây mình ăn một bát tàu phớ rồi mình mới về nhà các bạn ạ. Sau cái video mà đi ăn đồ ăn ở Bắc Giang rồi thì mình đi chụp ảnh cúc họa mi. Lần này thì mình có rủ Tuệ Linh đi cùng. Tuệ Linh rất là xinh gái. Rồi đến đến ngày 16 tháng 12 năm 2018 thì trước hôm đấy là có đội tuyển Việt Nam thi đấu bóng đá AFF Cup. Các bạn có muốn xem không khí bão không? Nào cho các bạn xem một tí về bão của năm 2018. Chúng ta hãy nhớ lại cảm xúc của ngày hôm đấy. Đây là con đường Nguyễn Trãi, trước cửa, trước cổng của Học viện An ninh. Ngày hôm đấy thì mọi người ra đường thoải mái đến nỗi mà không ai thèm đội mũ bảo hiểm luôn. Wow. Wow, mình có nên mở lại cái video này không nhỉ? Uầy. Ôi ôi, cảm xúc. Uầy. Uầy. Phải thế chứ. Uầy luôn. Xuất sắc ạ. Uầy, xuất sắc. Đấy, thế là thắng các bạn ạ. Trận đấy thắng, Việt Nam vô địch. Thế là sau cái phút 90 phút 4 phút bù giờ sau hiệp 2. Sợ thật. Cảm xúc thật sự ạ. Kiểu lúc đấy gặp ai cũng vui ấy, nhìn mặt ai cũng phấn khởi hào hứng lắm. Mọi người bắt đầu đổ ra đường lớn, mọi người sẽ bắt đầu đổ lên phố. Cái làn ở bên hướng về trung tâm thành phố ấy, quá đông, quá đáng sợ. Uầy, một màu đỏ tràn ngập khắp mọi nơi. Hôm đấy mà bán kiểu bán cờ với cả bán mấy cái dán mặt hình cờ Việt Nam ấy là bán chạy kinh khủng luôn các bạn ạ. Mười rưỡi. Kiểu hôm đấy mà mọi người ai cũng quen nhau ấy,
phải có những lúc như thế này thì chúng ta mới cảm thấy là Việt Nam đoàn kết và tự hào như thế nào. Không biết bao giờ mình mới lại được sống trong không khí như hôm đấy nữa. Ôi ôi, đến cái video mà nhóm mình, nhóm đại học của mình quay MV cover, mình cũng đăng lên. Nhưng mà cái video này thì dính bản quyền, tại vì nhạc của Đức Phúc nên là bị dính bản quyền. Thì cái này cũng là một cái nên tránh, chúng ta không nên công khai mấy cái video mà bị dính bản quyền cho lắm. Nếu mà trong cái trường hợp mà bị nhận gạch ý, mà người ta bắt mình phải xóa video này ý, thì đấy là một cái khá là nguy hiểm nhá. Nếu mà các bạn chỉ cần bị 3 lần như thế thôi là các bạn tắt kênh luôn, không còn YouTube hay cái gì nữa, các bạn phải lập một kênh mới hoàn toàn nhá. Cái này phải rút kinh nghiệm. Nói chung là mình không có đầu tư nhiều nên là cái nội dung của mình thời điểm đấy mình làm rất là ngắn. Có những cái chỉ 3 phút này, 1 phút này, 2 phút này, xong rồi tăng lên 7 phút này. Mọi người nhận xét góp ý cho mình rất là nhiều, bảo là làm hãy làm dài hơn, làm nội dung nó sâu hơn ý. Thì đấy, mình bắt đầu làm video dài hơn. Rồi video đi Tràng An 8 phút rưỡi, video đi Hang Múa 6 phút rưỡi. Lần đấy là bắt đầu đi Ninh Bình. Đầu năm 2019 đi Ninh Bình lần 1. Xong đến tháng 4 mình lại đi Ninh Bình lần 2. Lần 1 là mình đi với một đứa bạn của mình, nó ở Hàn Quốc, nó về Việt Nam ấy. Thì mình bảo là thôi để tao dẫn mày đi đâu chơi đấy. Thì hôm đấy mình đã nghỉ học, hôm đấy mình nhớ là vào thứ 3 giữa tuần là mình đã bùng học, mình đi chơi cùng đứa bạn mình đi Ninh Bình chơi. Rồi đến tháng 4 thì mình là cùng hội bạn của mình, hội bạn thân đại học. Mình vẫn bật cái video này các bạn có thể xem nhé. Mình đi Cồn Nổi. Thầy là trời ơi, kiểu không ai đi Cồn Nổi mà xong mấy đứa rủ nhau đi Cồn Nổi. Mình dẫn bọn bạn mình đi từ Hà Nội này, đi qua Hà Nam, không hiểu sao đi tạt té sang Mạn Hòa Bình và đến vườn quốc gia Cúc Phương. Đấy, đi kiểu đi đường vòng ấy, đi gì mà đi có tận 4 tỉnh các bạn ạ. Xong rồi chúng nó trách mình chứ, bảo dẫn đường kiểu gì, dẫn đi lòng vòng. Nhưng mà vui mà, tuổi trẻ mình phải có những cái trải nghiệm như thế đúng không? Mình phải đi lạc đường, mình phải đi đường dài, đi đường vòng thì mình mới biết được là đi đường ngắn nó nhanh hơn bao nhiêu. Rồi, xong rồi mình đi phượt Tam Đảo này. Mình bắt đầu đi nhiều hơn, mình bắt đầu định hướng cái kênh của mình là về du lịch, là mình sẽ đi chơi nhiều hơn, mặc dù cũng nghèo cũng không có tiền, nhưng mà mình sẽ đi loanh quanh ở khu vực gần Hà Nội trước. Rồi đấy, bắt đầu từ đây là những cái video từ đây trở đi là mình đã public này. Từ năm 2019 là mình bắt đầu làm video nhiều hơn, tầm một tuần 2 cái video. Rồi mình đi Nghệ An, mình đi Sapa, mình đi Ba Vì. Có một số video mình ngồi chia sẻ ấy, nhưng lúc đấy thì chất lượng video không được tốt nên là mình cũng tắt rồi, mình không bật, không cho mọi người xem nữa, không thích. Nói chung là lúc nào mà mình xấu ấy là mình không thích đăng được. Rồi đến cái video Hà Giang là một cái video coi như là một sự gần như là bùng nổ nhất của mình. Đến bây giờ là được hơn 80.000 lượt xem. Nhờ có video Hà Giang này dài 28 phút mà mình được bật kiếm tiền các bạn ạ. Với thời lượng video càng dài thì người xem sẽ càng lâu hơn và YouTube dựa vào đó. Nếu mà lượt xem càng nhiều, thời lượng càng lâu ấy, với 1.000 lượt subscriber và 4.000 giờ xem thì bạn sẽ được bật kiếm tiền. Đấy, thế là nhờ cái video này mình đã được bật kiếm tiền. Vào đầu năm 2020 mình được bật kiếm tiền. Và từ đầu năm 2020 cho đến tháng 8 vừa rồi, tháng 9 vừa rồi, mình mới được 100 đô đầu tiên. Và đầy 100 đô thì YouTube sẽ thanh toán một tài khoản ngân hàng cho mình. Đấy, thế nhá, là kéo dài 1 năm rưỡi mình mới được nhận 2 triệu. Trong khi đó nếu mà tính cái số tiền mình bỏ ra vào YouTube ý, thì có lẽ đã lên đến khoảng tầm 20-30 triệu, không tính cả tiền thiết bị nhá. Đấy chỉ là tiền mình đi chơi để mình quay vlog thôi là đã vài chục triệu rồi. Còn tiền thiết bị nữa thì nó phải tính đến bao nhiêu. Xong rồi cái công sức mình bỏ ra, mình quay này, mình edit này. Đấy, thế nên các bạn nhá, kéo xuống bấm like hộ mình cái. Nếu mà chưa subscribe thì bấm subscribe hộ mình cái.
mất gì đâu. À, bật chuông nữa, bật chuông, nhớ bật chuông nhá, bật chuông để nhận thông báo nếu mà có video mới nhất thì chuông nó sẽ báo cho mình biết. Ừ. Rồi, thấy chưa? Thấy cái hành trình của mình nó bắt đầu từ những cái video rất là dở hơi, xong đến những cái video mà nó được mọi người nhận xét góp ý thì nó bắt đầu tốt hơn rồi. À, nói thật cái video Hà Giang của mình nhá, mình quay bằng máy G3 Pro, chất lượng cũng không được tốt. Nhưng mà cái nội dung của mình làm nó chắc là nó dễ tiếp cận mọi người ấy, nên là được nhiều view. Thì từ cái video đấy nên là mọi người mới support mình nhiều chứ. Nếu mà có bạn nào ở đây là biết mình qua cái video đấy thì nhớ comment để cho mình biết nhá. Chúng ta sẽ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa khi lần đầu tiên mà các bạn biết đến Yến Di Vu là ai. Mình nhớ không nhầm thì là ngày mồng 1 tháng 1 năm 2020 là ngày đầu tiên mà mình mua cái máy mà mình đang quay này. Đây là cái máy G7X Mark 2. Thì là cái chất lượng video của mình đã bắt đầu tốt hơn nhờ cái máy này. Thì đấy là cái video đầu tiên mình quay, là video kiếm tiền du lịch như thế nào. Thì các bạn hãy xem video đấy thì các bạn có thể so sánh được cái chất lượng video từ cái video đấy với cái video cuối cùng mình quay bằng G3 là video tà xùa. Thì nó đã có sự chênh lệch về chất lượng video nhá. Video chất lượng cao hơn thì mọi người sẽ thích hơn, chắc chắn rồi đúng không nào? Thì từ đấy thì mình cũng bắt đầu từ đầu năm 2020 á, mình thấy là mình quay khá là nhiều, nội dung mình bắt đầu tốt hơn rồi. Và người xem thì cũng đều đặn hơn. Đến tháng 3, lúc đấy là mình có một chuyến đi Sài Gòn và miền Tây thì mình đã quay một lèo khá là nhiều. Không biết là lúc đấy phải hết đến khoảng tầm gần 100 GB, 100 GB file video. Và mình đã cái đợt đấy may nhá. May là đi miền Tây về xong rồi có nhiều food test. Rồi cái khoảng thời gian sau đấy là dịch. Lúc mình về đến Hà Nội, từ Sài Gòn về đến Hà Nội là lúc đấy là bắt đầu dịch rồi. Dịch bùng lên ở Hà Nội rồi. Và phải giãn cách ấy. Giãn cách chứ nhỉ? Cũng như là giãn cách chưa, nhưng mà lúc đấy là gần như là không không có đi lại nhiều, không đi đâu quay được. Và mình dùng những cái food test đấy và mình duy trì, mình đăng vào các tuần, hàng tuần, thứ bảy hàng tuần. Và đều đặn như thế, may may là có video để đăng, không thì không có biết là đăng gì nữa. Rồi sau đấy khi kết thúc giãn cách thì mình đi về quê, mình cùng mấy đứa em ở trường cấp 3 của mình quay một cái MV có tên là Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em của Jun Đăng Dũng, và thằng em mình cover tên là Tuấn Dino. Nói chung trong video đấy thì rất là nhiều trai xinh gái đẹp. Và các em cũng kiểu hot teen ở trường cấp 3 nên được nhiều view phết. Đến bây giờ là 37.000 view rồi các bạn ạ. Uầy. À đây có cái video này. Video mà mình ưng ý nhất đó là video Just Travel and Home Bắc Giang. Cái video này mình đăng lên cộng đồng phượt designer, chứ cộng đồng designer là được gần 10.000 like trong cái cộng đồng. Nhưng mà cái video này bị khiếu nại về nhạc. Tại vì nhá, nhạc hay thì sẽ dính bản quyền, còn nhạc không hay thì làm video lại cũng đỡ hay đi. Thế là mình quyết định mình lựa chọn nhạc thàm bị bản quyền nhưng mà video của mình hay còn hơn. Video dính bản quyền thì sẽ không được kiếm tiền, nhưng mà không sao cả. Mọi người đến xem thì cái video này hay và mọi người subscribe. Và mình thích subscribe hơn là kiếm tiền, tại vì ít subscribe thì kiếm được ít tiền, còn nhiều subscribe thì kiếm được nhiều tiền hơn, nên là càng nhiều sub thì càng vui nhé. Nên là nếu mà các bạn có gì các bạn ủng hộ mình bằng cách các bạn share video cho bạn bè của các bạn mà cũng cảm thấy thích đi du lịch này, thích một đứa nào lúc nào kiểu lạc quan vui vẻ như mình ý, thì các bạn đấy có thể subscribe kênh. Đấy, cơ bản là từ đấy đến về sau thì mình cũng vẫn duy trì kênh. Mặc dù là mình bây giờ mình có bận rộn hơn rồi nhưng mà mình vẫn sẽ không từ bỏ cái kênh YouTube này của mình đâu nhá. Cũng có nhiều người hỏi mua lắm nhưng mà không bán. Nói chung là không bán. Mình sẽ duy trì tiếp tục cái kênh này đến khoảng tầm 70 tuổi thôi nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like video, một subscribe và nhớ bật chuông kênh. Tại vì mình sẽ quay trở lại vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Yến Vi Vu. Bye bye.